thử ba ngồi đến lung linh nào. Đúng rồi, anh trà ra cổ vũ đi. Chú bộ đội đây là xa á. Thứ ba con nó thích bài này đấy. Nhông nhông nhông. Có ba mẹ, ba có ba, có ông bà, có ba má. Bà đâu vừa về tận Vĩnh Phúc rồi chị ạ? Một con vịt sợ hai cái cánh. Mỹ Linh nhá. Gần mà. Có ba một con vịt sợ ba cái. Mẹ nó dùng ra lúc nào nhỉ? Ba cánh chỉ có gà rán thôi.
Thôi nhá, nghỉ nhá. Con thích bài gì? Bài gì? Thôi không, không, không cần cái đấy nữa. Đây rồi, đây rồi. Mẹ mày rảnh nợ, mẹ mày vào đấy phỏng. Thích... phải nó du dương đấy đấy, nó kiểu đấy đấy, nó kiểu đấy đấy, nó nghe bài này bắt đầu thế. Con nào ơi đi, thằng nhạc sĩ sáng tác bài này hay rồi. Đang khâu nhạc. Thank you.
ngon thì bác cũng phải đi ngủ ngon đấy.